Rất cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Trung Anh đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ. Không biết hôm nay đến đây thì anh đã xin phép Phan Quân chưa ạ? Có lẽ lương bổng đi đâu cũng phải có lệnh của ông Trùm. Kể cả là xin nghỉ mấy ngày cũng phải xin phép. Anh đã đến với cả bộ phim này như thế nào ạ? Thì cũng như tất cả các phim khác thôi. Mình rất thích cái kịch bản đấy. Mình đọc một lèo luôn. Cũng rất thích cái vai đã phân cho mình ở trong đó. Thứ nhất là kịch bản của họ tốt. Thứ hai nữa là cái nhân vật của mình được phân lần này ở trong đó nó khác hẳn tất cả những nhân vật trước đây mà mình đã từng đóng. Thực ra chưa bao giờ đóng xã hội đen cả. Lại là một nhân vật là cũng thuộc dạng cộm cán sát thủ như thế. Thật sự là quá khó đối với mình. Nhưng cái thách thức ấy nó cũng kích thích mình làm việc rất là nhiều, nghiên cứu rất là kỹ. Thì mình đã tập trung nhấn vào cái lòng trung thành. Có lẽ đó là cái nét mà cũng làm cho mọi người yêu thích cái nhân vật lương bổng. Từ trước đến nay thì anh luôn luôn nổi bật và đóng khung trong những cái vai diễn hiền lành này, chân chất này, thậm chí là rất là đau khổ. Lý do chủ quan thì cái cơ mặt này, rồi những cái nếp nhăn rất là nhiều trên mặt tôi. Cái nếp nhăn đấy nó có xu hướng là hơi rủ xuống. Cho nên có thể là nó tạo ra cái khuôn mặt nó khắc khổ. Các đạo diễn thấy rằng là ông này làm cái vai này, cái dạng này nó quen rồi. Nhưng mà có thể nó cũng trở thành một cái lối mòn trong cái suy nghĩ của đạo diễn và thậm chí là khán giả. Trong phim truyền hình thì nó ít có những cái dạng vai như thế. Cách đây 6-7 năm tôi có làm cái phim dài tập Công dân tập thể. Thì đóng một cái ông nhà thơ nó cũng hơi quái dị một tí. Có thể là đó là một cái sự trốn mình ở trong các nhân vật, thỏa mãn được cái mong muốn được sáng tạo của mình. Rất là nhiều nghệ sĩ khác nhân cái làn sóng ủng hộ đó thì họ có thể quảng cáo thêm những một số cái hoạt động của bản thân. Có vẻ như anh cũng là một người khá trầm lặng. Thật ra bản tính của tôi nó là như thế, hơi co mình lại. Chỉ thích chơi trong một số đám bạn bè thân. Thế còn trong cái hiệu ứng của phim thì mình với anh Hoàng Dũng cũng có lập một cái trang fanpage để có thể trao đổi trực tiếp với những người nào mà muốn hỏi gì về phim. Thoải mái nhất là sướng nhất đối với mình. Quay trở lại một chút với cái nghiệp diễn của anh. Thì anh đã gắn bó với sân khấu kịch. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa anh đến sân khấu kịch ạ? Thật ra thì hồi đó mình ở cái tuổi thanh niên thì cũng muốn khẳng định mình một chút. Thì lúc đó nhà hát kịch tuyển chúng đi học thôi. Cái quan trọng nhất trong cái thế hệ, cái lớp của bọn mình học được đó là cái lửa yêu nghề. Mình cứ bình thường trong cuộc sống và quái dị trong phim còn hơn là quái đản trong cuộc sống và bình thường trong phim, đúng không ạ? Hy vọng rằng là trong thời gian tới khán giả sẽ lại tiếp tục xem những bộ phim của nghệ sĩ ưu tú Trung Anh đóng trong nhiều vai diễn khác. Cảm ơn chương trình.